thế hệ người lớn tuổi tô xích tóc vàng hoe khiến giới trẻ bức xúc, sốc. Nam em quay xe biến mất trước ngày cưới, Di Bu bất ngờ xuất hiện khắp đường phố. Rang Si ngô ngạo nghệ tố kỳ duyên đường mình, ba chị đẹp đại thờ yêu của đạp gió trẻ sống. Thế hệ người lớn tuổi tô xích tóc vàng hoe khiến giới trẻ bức xúc, những lời bình khiếm nhã ở nền tảng phở bò của cô nàng. Mới đây, bỗng nhiên trên nền tảng TikTok rộ lên thông tin cô nàng TikToker tóc vàng hoe là nạn nhân của việc bị tô xích trên các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể ở đây là nền tảng phở bò. Được biết, tóc vàng hoe có tên thật là Đỗ Dương Phương Ái, là một hot TikToker nổi tiếng chuyên sáng tạo nội dung về lĩnh vực ẩm thực. Cô là một trong những TikToker chuyên làm những video mukbang, giới thiệu về những món ăn ngon, độc và lạ. Tóc vàng hoe sẽ ngồi thưởng thức món ăn và có lồng ghép âm thanh ASMR làm kích thích thị giác và thính giác của người xem. Cũng chính vì lý do đó mà cô nàng đã nhận lại rất nhiều lời bình khiếm nhã từ những phụ huynh lớn tuổi. Cụ thể, phía dưới phần bình luận ở trang phở bò của cô, khán giả lớn tuổi không ngừng đưa ra những câu nói cay độc không ngờ tới, khiến những người hâm mộ cô cũng phải bức xúc và lên tiếng bênh vực cho cô nàng. Việc cô nàng ra ít video hơn có phải cũng một phần do những lời bình tiêu cực này không? Ok, mời bạn tóc vàng ăn da dầu thường thịt của mặt. Nam em quay xe biến mất trước ngày cưới. Từ bên chồng sắp cưới biến thành người lạ từng quen. Anh B, H, C, chồng sắp cưới của người đẹp nam em bất ngờ đăng tải bài viết tìm kiếm cô. Anh chia sẻ trong cuộc sống, mọi người không trong cuộc đừng áp đặt sự việc quá mức. Nguyễn Lệ Nam em ở đâu liên hệ anh với nhà em. Qua tối về nhà tôi có việc nên cô ấy mới như vậy. Ngày 18 tháng 11, trên story cá nhân của mình, nam em đã gây chú ý tới cộng đồng mạng về một chiếc thiệp lễ đính hôn ghi ngày 14 tháng 1 năm 2024. Động thái đến từ người đẹp đã trở thành một sự thu hút cực lớn đối với cư dân mạng, dù trên thiệp không ghi tên ai nhưng netizen đều nghĩ tới việc nam em khoe về ngày trọng đại của bản thân mình vào tháng 1 năm tới. Không ít người đã bày tỏ sự thương mến đối với hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long khi đã tìm được bến đỗ của mình sau một thời gian gặp nhiều sóng gió trong tình cảm. Được biết, nam em đã công khai hình ảnh của người tình vào sáng ngày 17 tháng 11 sau hơn 3 tháng xác nhận hẹn hò. Trên story của mình thì người đẹp liên tục bày tỏ vì cảm thấy hạnh phúc khi được nửa kia chiều chuộng và nam em cũng đã thông báo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ. 21 đáp ăn hỏi, anh muốn vân mâm nào, tại đâu. Nhưng mới đây, phía nửa kia của nam em lại có động thái tìm kiếm hoa khôi với dòng trạng thái trên status cá nhân của mình vì không thể liên lạc được với người đẹp sau một đêm. Hiện tại phía nam em vẫn chưa có động thái gì liên quan đến sự việc này. Di Bu bất ngờ xuất hiện khắp đường phố. Di Bu xuất hiện khắp đường phố với thông điệp lạ. Di Bu là một cái tên đang làm mưa làm gió trong chỉ trong thị trường Việt Nam mà còn là ở thị trường Trung Quốc bởi sự xuất hiện của mình. Gần đây, Di Bu tuy đã vướng tranh cãi khi được cho là hát nhép trong một chương trình ca nhạc Asian Youth Music Festival 2023 AIMF, Đại Nhạc Hội Thanh Niên Châu Á, nhưng Di Bu cũng đã chứng minh được sự trong sạch của mình không lâu sau đó. Mới đây nhất, hình ảnh của Di Bu lại được phát hiện rằng đã xuất hiện trên khắp các đường phố lớn với một thông điệp rất lạ, là hoa. Ai cũng tìm kiếm mặt trời đua nở. Tôi chọn cách tạo ra mặt trời của riêng mình, dù đó là mặt trời trong bóng đêm kèm với ngày 30 tháng 11 năm 2023 và hashtag HDMT ở dưới bức hình. Nhiều đồng đoán cho thấy đây như một báo hiệu về một lần comeback của Di Bu trong nền âm nhạc nước nhà. Cư dân mạng đồng loạt đoán về hashtag HDMT, sản phẩm mới của Di Bu sẽ là gì? Xuất phát điểm là một diễn viên, Di Bu đã cho thấy được ngoại hình sáng láng của mình quá rất nhiều những dự án lớn nhỏ vào những năm đầu sự nghiệp. Sau một khoảng thời gian, cô lại chọn cho mình con đường trở thành một ca sĩ với ca khúc đầu tay từ hôm nay nổi lên như một hiện tượng cùng với những sản phẩm âm nhạc sau đó. Gần đây nhất trong năm 2023, cô là một trong 33 thí sinh tham dự đạp gió 2023 tại Trung Quốc và nằm trong top 6 và xuất hiện trong đội hình ra mắt chính thức. Cũng đã vắng bóng khỏi thị trường Việt Nam khá lâu, vậy sắp tới Di Bu sẽ đem đến cho khán giả bất ngờ gì nữa sau những ồn ào vừa qua? Rang Si ngô ngạo nghệ tố kỳ duyên điện mình, bị kỳ duyên loại thẳng, nhân vật 11 triệu follower combat anti-fan. Với màn nhận xét, chấm điểm cực gay cấn, tập 4 KOC Việt Nam 2023 đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người xem. Đáng chú ý hơn, một nhân tố được nhận nhiều kỳ vọng từ khán giả lại bất ngờ bị hot kỳ duyên loại thẳng. Đó chính là Rang Si, hot girl sở hữu hơn 11 triệu người theo dõi được chú ý từ tập đầu tiên. Tại vòng loại này, Rang Si ngô thừa nhận mình không phục. Cô vừa rơm rớm nước mắt vừa khẳng định mình không đáng phải ở vòng loại, clip của cô không tệ đến mức phải nhận một sao từ hot kỳ duyên trong thử thách đầu tiên. Mình nghĩ giám khảo kỳ duyên đang hơi điềm mình ở chương trình này, nhưng mà sao mà tôi thấy clip đi thi với clip ở nhà nó khác một trời một vực luôn đó, hay do đi thi không có ekip phụ ta. Với kết quả này, nhiều khán giả sẽ cảm thấy tiếc nuối nhưng thực tế, nhiều người vẫn chỉ trích Rang Si và cho rằng đây là cái kết xứng đáng. Vì thái độ ngông cuồng và quá kiêu ngạo của cô,
Trước những ý kiến trái chiều từ dư luận, Jen Shingo đã có những hành động quyết liệt comeback thẳng trên trang cá nhân, dưới bình luận. Nhiều người cho rằng cô nàng mua follower chứ không phải tự thân mà kiếm được vì lượt chuyển đổi không quá cao so với lượng follow của cô nàng. Còn bạn nghĩ sao về chuyện này? Ba chị đẹp dạy khờ yêu của Đạp Gió Trẻ Sóng. Đi qua những cuộc tình không thành, các chị đẹp càng khiến công chúng ngưỡng mộ vì ngày càng biết trân trọng bản thân mình. Những mối tình từng được công chúng ngưỡng mộ chia tay trong tiếc nuối. Ba chị đẹp với ba mối tình thanh xuân. Chị đẹp Đạp Gió Trẻ Sóng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khi quy tụ hàng loạt những ngôi sao đình đám. 30 chị đẹp, 30 tài năng, 30 câu chuyện, tất cả đã tạo nên những điều hấp dẫn đối với người hâm mộ. Bên cạnh những màn trình diễn, các câu chuyện hậu trường được tiết lộ cũng thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Trong vô số những người đẹp xuất hiện, người ta dành sự quan tâm đặc biệt cho sự xuất hiện của ba cô gái xinh đẹp, Khổng Tú Quỳnh, Thái Trinh và Bảo Anh, ba nữ chính trong những câu chuyện tình buồn. Một điều trùng hợp khá thú vị của Khổng Tú Quỳnh, Thái Trinh hay Bảo Anh, đó chính là dù xinh đẹp, nổi tiếng và tài năng nhưng đường tình duyên lại không quá thuận lợi. Khổng Tú Quỳnh, Thái Trinh, Bảo Anh đều từng là nữ chính trong câu chuyện tình yêu ngọt ngào, dài lâu của showbiz. Họ cũng từng sở hữu những chuyện tình đẹp, từng là cặp đôi vàng trong mắt người hâm mộ. Nhưng rồi, tình đẹp mà vẫn tan. Tháng 10 năm 2017, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh chính thức xác nhận chia tay với lý do không hòa hợp về quan điểm sống. Thông tin cả hai chia tay khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Trước đó, chuyện tình của cả hai nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, người hâm mộ còn chờ đợi cả hai về chung một nhà. Đầu năm 2019, Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy thông báo chia tay, khép lại 8 năm thanh xuân. Khi Ngô Kiến Huy ở trong giai đoạn khủng hoảng của sự nghiệp vì những ồn ào con riêng thì Khổng Tú Quỳnh chưa một ngày buông tay bạn trai. Sau chia tay, cả hai dành cho đối phương sự tôn trọng tuyệt đối. Bản thân Khổng Tú Quỳnh chưa một lần nói điều gì không hay về bạn trai cũ. Ngô Kiến Huy cũng cực kỳ trân trọng bạn gái cũ. Cùng năm 2019, showbiz Việt cũng đón thêm tin chia tay của cặp đôi Thái Trinh, Quang Đăng. Thái Trinh và Quang Đăng là cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ của showbiz Việt khi ấy. Cả hai thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những đoạn clip đáng yêu của cả hai khiến mọi người vô cùng thích thú. Thế nhưng, chuyện tình gần 3 năm của cả hai đã chính thức khép lại bằng thông báo của cả hai vào tháng 9 năm 2019. Trên trang cá nhân, Quang Đăng và Thái Trinh đều bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giữ được tình yêu. Sau khi chia tay, những ồn ào phía sau khiến chuyện tình của cả hai thêm nhiều tiếc nuối. Ba cô gái độc thân quyến rũ. Sau những chuyện tình đầy tiếc nuối, ở thời điểm hiện tại Khổng Tú Quỳnh, Thái Trinh và Bảo Anh dường như càng ngày càng xinh đẹp hơn. Bảo Anh thừa nhận, sau khi trải qua nhiều sóng gió đã khiến cô thay đổi trong chuyện tình yêu. Trước đây, tôi không yêu bản thân mình nhiều, bây giờ tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta nên đơn giản hóa tình yêu một chút, đừng để bản thân bị tiêu cực vì nó. Tình yêu vốn là một cái gì đó rất đẹp, tại sao mình phải buồn và đau khổ vì tình yêu? Trên trang cá nhân của mình, Bảo Anh mang đến cho khán giả một hình ảnh xinh đẹp và trưởng thành hơn. Cô nàng cũng gặt hái thêm nhiều thành công trong âm nhạc khiến nhiều người nói đùa rằng thất tình giúp Bảo Anh hát hay hơn nhiều. Còn Khổng Tú Quỳnh, ở tuổi ngoài 30, cô gái xinh đẹp ngày nào giờ lại càng trẻ trung hơn trước. Sau những sóng gió trong tình cảm, những khoảng trên bên trong công việc, giờ đây Khổng Tú Quỳnh đã lấy lại được phong độ và chờ ngày nở rộ rực rỡ nhất. Với Thái Trinh, cô gái xinh đẹp giờ càng thêm mạnh mẽ hơn. Trở lại với hiện trạng độc thân, Thái Trinh từng chia sẻ, thời gian này Trinh vô cùng thoải mái và dành nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mình dành nhiều thời gian thoải mái làm móng, đi tập, nghe nhạc, đi làm đẹp. Trinh làm bất kỳ thứ gì để bản thân trở nên vui. Phụ nữ đẹp nhất là khi họ cười mà.